một thử thách nhớ đời. Chuyến đi đầu tiên không có mẹ, những chiếc camera và micro được giấu kỹ đã ghi lại cho chúng ta thấy sự thông minh nhanh nhẹn của những đứa trẻ, những thời khắc phản ứng bất ngờ, những giọt nước mắt, những nụ cười của những đứa trẻ khi chúng tự trải qua một thử thách lớn trong đời, để chứng tỏ dù 3 hay 5 tuổi thì chúng con đã lớn khôn theo một cách đặc biệt. Quý vị khán giả đang đến với chương trình Con đã lớn khôn. Thưa quý vị, đây là chương trình lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Và thưa quý vị, Con đã lớn khôn là một câu chuyện mà các bé kể lại cuộc hành trình của mình. Chắc chắn là quý vị sẽ cảm thấy là rất là ngạc nhiên trước những cái cách xử lý tình huống vô cùng là ngây ngô của các bé. Thế nhưng đâu đó ẩn chứa một cái sự lớn khôn của bé khi đến với mỗi một tình huống khó khăn. Xin được chân thành cảm ơn nhãn hàng sữa tươi sạch TH True Milk đã luôn đồng hành cùng chương trình. Và như thường lệ thì hiện diện tại phim trường cùng với Thanh Thảo, xin được giới thiệu cô Lê Thị Mỹ Châu là hiệu trưởng của trường Mầm non Công dân Quốc tế. Và sự hiện diện của chị Vân Anh là mẹ của bé Bình. Bé Bình, nhân vật chính ngày hôm nay. Và để xem là cô bé Bình lý lắc ngày hôm nay sẽ thể hiện mình như thế nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn lên màn hình để bắt đầu cuộc hành trình của bé Bình ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ đến với quận Tân Phú, một quận mới của thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi nhà ở địa chỉ 78-9 Phan Đình Phùng, phường Tân Thành này chính là nơi ở của nhân vật chính của chúng ta hôm nay, bé Văn Hồng Anh. Đây là Văn Hồng Anh, cô bé 3 tuổi 8 tháng này có cái nickname rất dễ thương là Khải Bình. Còn đây là cô chị họ rất dễ thương của Khải Bình, bé Suri, 3 tuổi 5 tháng. Hai chị em chơi rất thân với nhau, mặc dù tính cách của hai cô bé hầu như hoàn toàn trái ngược. Khải Bình thì rất bạo dạn, nhanh nhẹn và tự lập. Còn nhỏ, nhưng cô bé đã biết giúp đỡ ba mẹ làm việc nhà và chăm sóc em. Ở trường mẫu giáo, Khải Bình cũng rất ra dáng chị hai khi luôn giúp đỡ bạn bè trong lớp. Mẹ của Khải Bình mới sinh em cọp được 5 tháng nên rất bận rộn trong việc chăm sóc em bé. Nhưng mẹ có một trợ thủ đắc lực, đó là chị hai Khải Bình. Ngược lại với cô em, Suri lại là một nàng tiểu thư khá nhõng nhẽo, nhút nhát và hay khóc nhè. Cô bé hầu như chưa phải tự mình làm việc gì. Hôm nay là ngày cô chị họ Suri sang nhà chơi với cô em gái Khải Bình. Thường ngày đến buổi chiều mẹ vẫn thường dắt hai chị em đi ăn cháo sườn, nhưng hôm nay ông bà nội lại đi vắng. Nè, bây giờ chị Hai Bình nè, dẫn chị Hai Di á, đi ăn cháo sườn nha. Sao nè, Bình nè, Bình nghe mẹ dặn nè. Chị Phù đem... Thủy. Phù Thủy Bình với Phù Thủy Di nghe mẹ dặn nè. Rồi ăn cháo sườn xong mình uống mỗi bạn hộp sữa. Chị Hai thích sữa này không? Đó, đưa cặp đây hai mẹ mẹ mẹ. Gọi cho mỗi bạn hộp. Mấy bạn uống sữa xong rồi ghé đi ghé tiệm tạp hóa. Mua gì nha? Mua tả cho em, mua hai bịch tả cho em nha. Em thích tả lắm á. Phù Thủy nhớ mua bịch tả cho em nha. Với lại ở nhà hết giấy vệ sinh rồi. Như vậy, nhiệm vụ của mẹ giao cho hai cô bé hôm nay thật không đơn giản. Hai chị em tự đi ăn cháo rồi mua về cho em. Sau đó trên đường về phải ghé tiệm tạp hóa mua giúp mẹ hai bịch tã giấy và một túi giấy vệ sinh. Quãng đường từ nhà đến cửa hàng bán cháo và tiệm tạp hóa xa tới 700m. Lần đầu tiên ra khỏi nhà mà không có mẹ, không biết liệu hai cô bé 3 tuổi này có thực hiện được nhiệm vụ mẹ giao hay không. Có bao giờ mà chị để cho bé Bình tự đi ăn cháo một mình chưa ạ? Thường là mẹ sẽ dẫn bé đi ăn. Dạ. Cũng chưa bao giờ nhà mình để cho hai chị em tự đi ăn luôn. Dạ chưa. Vậy thì mình sẽ xem thử xem coi hai chị em sẽ đi như thế nào trên suốt cái đoạn đường. Hy vọng là chị hai Khả Bình sẽ hoàn thành tốt được nhiệm vụ ngày hôm nay. Bây giờ mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi cuộc hành trình. Hai cô bé phấn khởi chuẩn bị lên đường. Tinh thần lúc nãy còn lên rất cao, nhưng lúc xuất phát thì... Mình nắm tay Suri đi kìa. Quả nhiên vấn đề là ở Suri. Dỗ mãi mà Suri vẫn không đi. Em bé cọp thơm chị Di cái. Chị Di hát khóc. Úi trời. Rồi thôi đi, hai chị đi đi. Mình rất là hân hưởng khởi. Hổ chèo hả? Nè, đi đi vô lấy cái hòm bên nha. Lấy hòm bên là chị Bình cầm đi mua đồ về cho mẹ ha. Không hả? Có vẻ như là Suri rất là nhõng nhẽo. Bình đi nhé. Đâu ai dịch được lời nhắn này của bé Suri cho Khải Bình. Phải lau bước chân đi chừng nha. Phải lau bước chân đi chừng.
không dám đi, nhưng cô em đi rồi, Suri lại càng khóc to hơn. Thôi cô nè, cô Vân Anh ở nhà, nhà trong trong mấy chục trong bé cọp rồi. Em bé cọp giờ này nè, sắp tối là em bé cọp không có được đi ra ngoài. Đóng vai người hùng của mẹ, chị hai Khải Bình vẫn phong phong thẳng tiến. À, Khải Bình anh hùng quá ta, khách cho mình đi mua cháo luôn, giỏi quá. Đó, Khải Bình nhìn ai vậy? Khải Bình nhìn ai vậy? Đột nhiên đi về rồi. Ủa? Ôi. Chuyện gì thế nhỉ? Sợ mẹ sẽ sợ. Rồi. Mẹ không sợ mẹ. Thì ra là chị hai sợ bà Sáu Xì, một nhân vật chuyên dọa trẻ con và rất đáng sợ trong trí tưởng tượng của cô bé. Có bao giờ mẹ giải thích với con về hình ảnh của bà Sáu Xì với con chưa? Mẹ cũng thường là ở nhà là nhiều khi là Bình á là đòi đi chơi ở ngoài là buổi chiều tối á, thì mẹ không muốn đi. Muốn cho Bình đi là mẹ cũng nói là con đi ra ngoài đó là con giờ này là bà Sáu Sừng nó sẽ sợ. Thì ra là mẹ cũng khi, đem hình ảnh. Đúng rồi, khi mà mẹ không muốn cho con đi thì mẹ nói là con đi ra giờ này là bà Sáu Sừng mới đi vòng vòng ở đó. Nói như vậy thôi chứ là thật ra chắc là ba mẹ cũng có dọa một cái hình ảnh nào đó, rồi những người xung quanh cũng hay nói về bà, cho nên là cảm giác là trẻ con rất là sợ. Nếu mà có mẹ bên cạnh thì còn nép bên mẹ được, còn bây giờ không có mẹ cho nên quyết định là đi tới đó là sực nhớ lại là nếu biết đâu chừng bà Sáu sẽ xuất hiện ra, tại vì lúc nãy là rõ ràng trong hình ảnh mình không thấy bà Sáu. Đúng rồi, nhưng mà chị thấy không, mình những cái khúc mà quay trở về đó là đi quyết liệt hơn, là nghĩ rằng là bà Sáu xuất hiện thôi, đi không thôi là bà Sáu ra. Khi mà được mẹ tiễn đi một đoạn như thế này thì chắc là tinh thần sẽ khá hơn. Để chúng ta hãy tiếp tục theo dõi xem là Khải Bình có đi qua khỏi nhà bà Sáu Sừng không nha. Đi mẹ. Mẹ đã bảo rồi không sợ, giờ thì hai chị em lên đường giúp mẹ nào. Lần này có mẹ tiễn một đoạn, hai cô bé có vẻ mạnh mẽ hẳn lên. Và con hôm nay sẽ nói với mẹ rằng con đã bây giờ lớn khôn. Nhưng chỉ mấy phút sau, vừa phát hiện ra mẹ đã bế em cọp quay về nhà, tình hình lập tức trở nên hỗn loạn. Đột nhiên một anh hùng xuất hiện. Không biết hai cô bé giải thích thế nào, nhưng tình hình ngày càng có vẻ nghiêm trọng. Mãi một hồi chàng hiệp sĩ tốt bụng cũng hiểu ra câu chuyện. Đến đây. Nhưng giờ đến lượt hiệp sĩ lâm vào tình thế thật khó xử. Hai cô bé bắt đầu bám chặt lấy cậu. Hai cái đuôi thật sự. Đang rất là lo lắng đây. Những giọt nước mắt của mỹ nhân hình như đã khiến anh hùng này cũng siêu lòng, đành phải dắt hai cô bé đi một đoạn nào. Các anh đi theo có vẻ yên tâm hơn chút rồi đó. Thôi, bây giờ. Giờ thì đến lúc phải chia tay. Nhưng đành đi tiếp vậy. Lần này thì không thể dùng dằng hơn,
hiệp sĩ tốt bụng chia tay thật sự. Đây rồi, đây chính là quán cháo sườn nhà cô Ba, nơi mà mẹ của Khải Bình thường dẫn cô bé đến ăn mỗi buổi chiều. Hai cô bé đến đúng vào giờ tan tầm, các bà mẹ đang dẫn con đi ăn, quán cháo chỉ một lát đã đông nghẹt người. Chị Suri lúc này vẫn khóc, còn cô em thì... Nào nào, ý tứ nào chị hai ơi? Rất là thoải mái, rất thoải mái. Ồ, hình như hai cô bé đã quên lời mẹ dặn, phải ăn cháo xong rồi mới được uống sữa chứ nhỉ? Trời đột nhiên đổ mưa, mới chỉ mua được cháo sườn. Không biết hai cô bé sẽ làm gì đây? Cháu ơi! Con có dầu! Cho con cái dầu đi con! Mình là một tím nè! Mình là một đỏ nè! Bé Bình ơi, lúc mà trời mưa đó, con có sợ không? Lỡ đi ra đường vậy rồi mưa ướt rồi con lạnh sao? Dạ, lạnh con bệnh. À, lạnh thì con bệnh thôi. Ai đã cho giúp cho con có dù kìa? Ai đã giúp cho con có cái dù? Ai đã cho dạ, con bà, một cái dù? Dạ, bà bắn cháu xem. Để xem tiếp tục là cái chặng đường mưa này có làm cho hai cô bé này khó khăn hay không trên đường về nhà. Mưa bắt đầu ngớt hơn, hai cô bé quyết định đi về. Không biết sự cố trời mưa có làm hai chị em quên mất việc mẹ dặn mua đồ không nhỉ? Mẹ đã có tú thì được đi ra ngoài mưa. Đâu có bao giờ mà mẹ cho đi như vậy một mình đâu. Chắc là thích lắm nè. Đi dừa dọc có nước. Có thêm hai cây dừa xinh đẹp nữa. Dọc nước nè, ướt ướt dép nè. Đây rồi, hai cô bé bắt đầu rẽ vào cửa hàng tạp hóa. Ủa nhưng mà cô thấy hồi nãy mẹ đâu có dặn Bình mua bánh đâu, sao Bình mua bánh vậy con? Tại vì con thích. Ờ đơn giản thôi, đây là bánh. Một thôi hả? Con là một xanh. Màu xanh. Con có tiền không? Nhiều tiền mẹ hàng giỏi với người ta. Con có tiền nữa hả? Con còn nữa không? Còn nữa không? Dạ. Còn tiền nữa hả? Nhiều tiền lắm. À, con tiền. Con lấy hình cho con nha. À, con lấy hình cho. Nha, 217 rồi. Còn 7 ngàn nữa. Hết tiền rồi. Giờ con cầm tờ giấy này về con đưa cho mẹ nha. Vậy thôi giờ còn 7 ngàn nữa cô cho con nha. Những món đồ mẹ dặn đều đã có đủ. Cả những món mẹ không dặn như kẹo và nước ngọt cũng đã được bé Bình quyết định mua thêm. Giờ thì về nhà thôi nào. Nhưng... Cô cầm giùm cho con, tí xíu cô trở về nhà cho con nhé. Ồ, cái gì thế này? Cặp lồng đựng cháo cũng nằm trong túi à? Thế này thì liệu về đến nhà có còn cháo cho em không nhỉ? Giờ cô bỏ vô đây, con cắt cái này về luôn. Đây. Rồi, giờ con cắt cái này về nè. Đó.
Rồi, con được tát thì mai cô sắp tới nhà con nha. Rồi, đứng lên. Chào dạ cô. Rồi, tại giờ sách nặng quá con sách không được. Thôi nha, đi về nha. Còn nặng nữa cô. Vẫn còn nặng hả? Ừ. Vậy cái này cô cầm về tí, cô chở tới nhà dùm cho con nha. Ừ. Vậy giờ bỏ vô đây nha. Ừ. Thôi chưa? Mình đi về thôi. Trời đã ngớt mưa, nhưng cái túi đồ thì có vẻ nặng thêm. Ồ, lại mua sắm nữa sao? Vừa thiếu cô bán hàng 7.000 đó chị Hai Bình ơi. Vượt qua được cám dỗ của xe đồ chơi, hai cô bé lại tiếp tục. Kéo lê túi đồ trên vũng nước một cách vui vẻ. Nhưng đột nhiên lần này có vẻ bé Bình đã phát hiện ra điều gì đó. Thì ra cô bé bắt đầu hiểu rằng kéo lê trên vũng nước sẽ làm hỏng đồ. Và thế là... bé Bình đã kịp rút kinh nghiệm. Nhưng có vẻ đã muộn, túi đồ không chịu nổi nữa, đã thủng một lỗ. Rơi mất đồ rồi Khải Bình ơi. Nhưng cô bé vẫn không hay biết. Không biết tiếp theo chai nước ngọt sẽ đến thứ gì đây. Nhưng kìa, hình như các cô bé đi lạc đường. Thì ra không phải, khác với lúc đi, lần này các cô bé chọn rẽ sang đường tắt, con đường bỗng ngắn lại. Càng về gần đến nhà, hai cô bé càng phấn khởi. Giờ thì về đến nhà rồi, hoan hô hai chị em. Nhanh báo cáo với mẹ nào. Ôi, mua đồ cho em bé hả? Hay quá à. Giỏi quá ta. Ôi, xách đồ cho mẹ coi. Con có một cháo nè. Ô, cha. Con có gì nữa đây? Su dây có một con giấy tôi lấy cho mẹ nè. Ô, có mua tả cho em không? À. Bạn hai bạn vô cởi áo mưa nè. Vậy là hai chị em đã hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao một cách xuất sắc. Trời, không sao, mình đứng dậy đi. Mẹ hết tay rồi nè. Con cầm đi. Con cầm mua cho em. Mua tôm, Su Di. Mua tôm. Ngon lắm hả? Giờ con làm sao? Quay tả hay hả? Cháo cho em này, cả giấy vệ sinh, lại cả bịch tã giấy cho em nữa. Con đã làm được một cái hành trình mà mẹ cũng không ngờ là con làm được, đúng không mẹ? Mình đi mình không nào cũng vui bình minh. Mà chưa mẹ thật biết bao nhiêu hay. Đói bụng quá rồi, giờ thì ăn cháo thôi. Thôi để tôi duy trì mình ăn đua mà bình. Mẹ cười như hoa như tia nắng trong đời. Mẹ ơi con yêu mẹ nhất trên trời nè. Mẹ yêu cho dù có khó mấy, con sẽ không khóc nhẹ. Mẹ ơi, nhưng tại sao nay mẹ khóc, nước mắt ướt đã làm con khóc theo. Và con xin hứa sẽ từ đây cho dù mấy khó. Nhưng ô hay, chai nước ngọt của mình đâu nhỉ? Mình nhớ là đã mua cho mình một chai mà. Nước ngọt đâu rồi? Ở đây mình thấy
lúc đầu mà con sợ bà Sáu đó, con quay về. Thật ra thì con chỉ sợ hình ảnh bà Sáu con quay về, chứ còn trong con là con đang rất muốn thực hiện cái nhiệm vụ mà mẹ giao cho con. Cho nên là dù cho chị Suri có khóc đi nữa, con vẫn không. Cái hình ảnh mãi mà mẹ nhìn thấy là con đi tìm coi mình sẽ có cái cách nào để mình đi, tức là con đang tìm cái hướng giải quyết cho con. Ngay cả chuyện con gặp trời mưa và con nói là cho con cái dù đi. Là con biết là bây giờ biết tìm cách để nhờ sự giúp đỡ của người nhà. Nhưng mà em cảm thấy là Bình có một cái rất là hay, là lúc đầu á thì thực sự là đi với mưa nè. Rồi kéo đồ với mưa luôn, kéo qua một cái vũng nước như vậy mà hình như là chỉ kéo một hồi cái chị mới nhớ ra là chắc kéo vậy là đồ hư. Cho nên là chị mới rủ Suri lên trên khô để cho con trải nghiệm thì con mới rút ra được cái bài học cho mình. Cứ kéo để kéo và thấy rằng là khi mình kéo như vậy thì sẽ ướt đồ nên con sẽ tự động con sẽ tách ra. Và cô cũng rất là khen Bình ở cái chỗ là hai chị em biết cách chia cái đồ mình đúng ra để hai đêm mang về. Mà trong khi đó đúng là nếu mà Suri ở cái tính cách là rất là tiểu thư, chắc chắn là sẽ không mang vác những bất cứ thứ gì. Mà ở đây là biết chia sẻ cùng với Bình. Và em cũng thấy được là chị Vân Anh ngày hôm nay cái ánh mắt của chị rất là hạnh phúc và xen lẫn một chút gì đó tự hào, thích thú khi mà xem chính những cái hình ảnh này. Chúng tôi cũng muốn bật mí cho quý vị khán giả biết luôn, để thực hiện được một cái đoạn phim như vậy thôi, quay lại cái cuộc hành trình của các bé, thì ekip thực hiện đã phải bố trí rất là nhiều người xung quanh đó, thậm chí là đến 15-20 người để có thể bảo vệ và tạo được một cái sự an toàn tuyệt đối cho các bé khi mà tham gia vào chương trình. Và chúng tôi cũng hy vọng là nhận được rất là nhiều những cái tin đóng góp cũng như là những cái ý kiến của quý vị dành cho chương trình. Và đặc biệt là quý vị cũng đừng có ngần ngại, hãy tham gia vào chương trình, hãy cho con của mình trải qua những cái thử thách như thế để xem con đã lớn khôn như thế nào. Và chúng tôi tin chắc một điều là các bé sẽ có được một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin được chân thành cảm ơn nhãn hàng sữa tươi sạch TH True Milk đã luôn đồng hành cùng chương trình Con Đã Lớn Khôn. Chào tạm biệt quý vị khán giả.